Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi Bến Nhất và Gò Quao Vĩnh Thuận có tổng mức đầu tư dự án hơn 3.909 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đã chính thức được khởi công vào ngày 6 tháng 3 năm 2024. Vào sáng nay ngày 15 tháng 6, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức họp mặt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc diện bị ảnh hưởng của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Gò Quao Vĩnh Thuận để nhằm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo sự đồng thuận của nhân dân để cùng phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công với thời gian sớm nhất. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Đủ, Phó Bí thư huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi Bến Nhất, Gò Quao Vĩnh Thuận là một dự án thành phần của tuyến đường Hồ Chí Minh, công trình trọng điểm quốc gia từ địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau. Dự án được triển khai sẽ từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, trong đó có huyện Vĩnh Thuận. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Thuận với tổng chiều dài khoảng 12,05 km, tổng diện tích thu hồi khoảng 485.000 m2, tổng số hộ bị ảnh hưởng trên toàn tuyến là 359 trường hợp, với 317 hộ tập trung ở xã Phong Đông, Vĩnh Phong và thị trấn Vĩnh Thuận. Đến nay, thì huyện Vĩnh Thuận đã tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc đạt 100% khối lượng. Theo kế hoạch, thì từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, huyện sẽ tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tổ chức niêm yết lấy ý kiến phương án. Thời gian tới, huyện sẽ tiến hành các bước để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Điều này rất cần sự đồng thuận cao của người dân. Sự đồng thuận và ủng hộ của người dân là những đóng góp quan trọng để dự án được triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Vĩnh Thuận nói riêng. Thay mặt đảng bộ huyện, tôi kêu gọi trước hết là mỗi cán bộ đảng viên phải nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong chấp hành chủ trương của đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, các chính sách pháp luật của nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời phải tích cực tuyên truyền vận động người thân và nhân dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án khi được đơn vị tư vấn triển khai đo đạc kiểm đếm đầy đủ, tính đúng tính đủ về tất cả các loại đất đai, kiến trúc, hoa màu, cây cối thì sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện công trình dự án đảm bảo đúng thời gian quy định. Phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt, đại diện một số người dân bày tỏ niềm vui phấn khởi khi trên địa bàn huyện có nhiều dự án giao thông quan trọng đi qua, giúp địa phương kết nối giữa các địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Người dân cũng bày tỏ một số ý kiến kiến nghị tập trung vào các nội dung như phương án bồi thường, hỗ trợ. Nghe các chí nói mình mừng, bởi vì theo thời gian của cái công trình này, theo chỉ đạo trên thì hoàn thành mà trước đại hội đảng của toàn quốc thì đó là mình ở đây thì chắc chắn là nghe các chí báo gì thì mình mừng. Hơn nữa mình cũng có trách nhiệm để làm gì nói người dân xung quanh mình, đặc biệt những con cháu mình phải đồng tình với chủ trương này thôi, là để chi cho tiến đường nó rất nhanh. Còn quan trọng này nhanh hay không giá cả thì đòi hỏi các chỉ ở nơi chỗ định giá, cho nên nó sát hợp với thực tế của người dân thôi. Những ba cái nãy tôi đề nghị mừng, chủ trương thứ hai mình có dự kiến là định cư rồi, nếu mà đổi ra dỡ nhà mà không có đất thì ai đi, cho nên hai cái đó là mình thấy điều kiện dân đồng tình với mình cao. Thì tôi là đảng viên luôn luôn chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Nhưng mà tôi cũng có cái đề nghị là cái ban dự án rồi cái lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận, thứ nhất là mình cố gắng làm như thế nào mình kiểm tra lại cho nó chính xác, rồi áp giá có nghĩa là bồi hoàn hoặc hỗ trợ, mà nếu mà nó hợp tình hợp lý thì tôi rất là đồng tình.
cũng như chắc là bà con ở đây chắc cũng đồng tình với tôi. Bởi vì cái ước mơ của tôi là từ trước tới nay, là năm nay 73 tuổi rồi, nhưng mà mong rằng như thế nào mà có lộ, mà cũng như là cao tốc, rồi đường Hồ Chí Minh, rồi đi ngang để rồi giao lưu, rồi mua bán, rồi kinh tế được hợp lý. Nhưng bây giờ cũng hơi muộn, mà 70 tuổi không có biết đi đâu được nữa không? Cho nên là trong quá trình này để cho con cháu mình sau này được hưởng. Chứ còn tôi thấy cái này là tôi rất là đồng tình, rất là mừng. Trong cái quá trình từ trước tới nay, hồi trước thì mình thấy mình cực khổ lắm, bây giờ hiện nay quá bảnh rồi. Thưa quý vị và các bạn, khi hoàn thành tuyến rạch sỏi Bến Nhất Gò Quao Vĩnh Thuận sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và thông qua buổi họp mặt ngày hôm nay, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận cũng mong muốn sự đồng thuận và ủng hộ cao của nhân dân để dự án được triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang nói chung và của huyện Vĩnh Thuận nói riêng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Xin kính chào tạm biệt.